Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Ma Tâm Linh. Phần này kể về câu chuyện có thật. Trong ánh trăng, bờ sông nổi lên những cảnh tượng kỳ lạ. Những ngọn cỏ dại dữ dội bên bờ như những tay ma quỷ vươn lên từ đất và cây cối lung lay như những linh hồn đang dị tai. Ở giữa cảnh đêm u tối ấy, có một người đàn ông bí ẩn đang đứng bên bờ sông. Ánh sáng trăng làm lộ rõ khuôn mặt ẩn hiện của anh ta. Nhưng có điều gì đó về anh ta khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Bước chân của anh in dấu lên cát như những dấu vết của một linh hồn bị kẹt lại giữa thế giới của bóng tối và ánh sáng. Hai từng chống xào đẩy mạnh chiếc ghe về phía, vọng lại tiếng thét đau đớn của người đàn bà đang quằn quại ôm bụng trên rìa sông. Giữa hai mép đùi người đàn bà ấy, máu nhê nhấp chảy, xối xả tuôn và đẫm ướt màu đỏ tanh tưởi vào mé trong hai ống quần. Người đàn bà khuỵu xuống, gập cong người, hai cánh tay vẫn ghì ôm chặt vào cái bụng sum súp dưới vạt áo bà ba. Hai từng cập ghe sát vào chỗ rìa sông nơi người đàn bà đang quằn quại. Phóc mạnh một phát, hai từng nhảy từ ghe lên bờ, giơ tay đỡ người đàn bà kia, hỏi: "Cô có sao không?" Người đàn bà giơ cặp mắt đỏ ngầu vì đau đớn, vì sợ hãi, nỗi sợ hãi rất thản nhiên đến với một con người đang ngóng đợi cái thiên chức đẹp đẽ nhất đến với đời mình. Nhìn hai từng lạ lẫm, không trả lời. Có lẽ cũng chẳng biết nói gì, hai từng thôi không hỏi, cúi người sát xuống chỗ bụng người đàn bà, nhìn chăm chú. Hai từng khẽ cau mày, rồi hai từng ngốc mặt dậy, ngó quanh quất. Trời nhá nhem tối, không thấy bóng người nào lại qua, cũng chưa có bóng sáng nào của ánh đèn dầu thắp lên giữa cái khoảng giao sáng tối này. Hai từng thở hắt ra, quyết định cúi xuống lần nữa, lần nhanh hai bàn tay mình đang đỡ tay người đàn bà chạy dọc xuống lưng quần người đàn bà, cởi phắt ra. Người đàn bà bật mạnh dậy, hốt hoảng túm lưng quần. Không kịp với hai từng, hai bàn tay của hai từng đã giật mạnh chiếc quần đen của người đàn bà, giật luôn chiếc quần xì màu hồng nhuộm loang lỗ đỏ xuống tận mắt cá. Hai từng cũng nhanh như cắt quỳ gối hắn xuống, lom lom đưa đầu vào sát chỗ đùi non đang bị dạng ra bởi chính hai bàn tay của hai từng giữ ở mắt cá chân. Người đàn bà hoảng loạn, cổ thét trong yếu ớt: Ông làm cái gì vậy?" Hai từng ngước lên nhìn người phụ nữ, mắt đượm cái ánh nhìn xót cảm. "Tuột rồi." Người đàn bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không lường được cái gì sắp sửa đến, vẫn dong cặp mắt đỏ ngầu, giờ thêm phần vì bất ngờ trước hành động đáng sợ của hai từng. Nhìn hai từng chưa thôi sợ sệt, hoang mang, hai từng khẽ khựng lại trước cái nhìn của người đàn bà. Nhưng chừng như không có gì có thể cản trở nổi hai từng, y rời hai tay ra khỏi mắt cá chân, chừa cho người đàn bà chút thời gian, vội vã kéo ngược quân lên trở lại. Hai từng tuồn tay vào cổ và chỗ khuyu đầu gối, bế thốc người đàn bà, phóc ngược lại lên ghe. Tho cựa mình trở dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm. Còn có thứ đau đớn hơn mà Tho kịp nhận ra ngay khi ánh mắt chạm vào chân nhà lỗ chỗ thùng quen thuộc. Tho bật ngồi dậy nhanh thật nhanh, một tay chống đỡ thân người còn đau buốt của mình nghiêng nghiêng ra sau, một tay quở nhanh lên bụng, nước mắt Tho chảy thành dòng. Tuần từ sau bước tới, tay bưng tô cháo thịt bằm bốc khói nóng, mùi tiêu đen sộc thẳng vào khiếu giác Tho. Tho ngoảnh lại, nhìn Tuân, vẫn là cái nhìn ướt sũng nước. Tuân tỏ vẻ bình thản, vẫn thẳng bước tới chỗ Thọ đang nằm. Ăn cháo nghen. Tho chòng chọc nhìn Tuân. Tuân tránh. Tuân ngồi sát bên Tho, vớt muỗng cháo, thổi qua qua, chìa tới trước mặt Tho. Tho khẽ né qua, cắm cái nhìn vào cái vẻ cúi cúi, lén lén của Tuân. Tuân vẫn tránh. Tho nói, vô hồn. Em không đói. Ráng ăn đi em, cho lại sức. Vừa nói Tuân vừa đẩy muỗng cháo về gần miệng Tho hơn nữa. Tho giơ tay, cố gạt muỗng cháo. Tuân tránh tay sang bên, né cái gạt của Tho, rồi vẫn tiếp tục đẩy muỗng cháo về miệng Tho. Tho quờ mạnh tay, hắt muỗng cháo, hắt luôn cả tô cháo ở tay kia của Tuân. Mọi thứ bắn tứ tóe vào người Tuân. Tuân ngồi lặng thinh, nghe cái nóng rát ngấm từ từ ở vạt áo cũ và da thịt mình. Tho bật khóc. Tư Cảng vê điếu thuốc lào vào tờ giấy mỏng, lẻ lưỡi liếm mép giấy để nó dính thành điếu tròn. Phê từ trong nhà bước ra, tay xách giỏ nhựa nhóc đồ đạc. Qua nhà con Tho hở, Tư Cảng hỏi. Phê gật nhanh, không buồn nhìn qua, rợp bước đi thẳng ra cổng. Tư Cảng nhìn theo cái dáng gầy gầy, cong cong đầy chất đàn bà gợi tình của Phê, húng hắng ho. Phê vẫn đi thẳng tới trước. Tư Cảng cau mày, bực dọc. Hôm nay bà con kêu tôi ra sông, xuống ghe mới thấy hai từng lên bờ. Phê khẽ khựng lại, vẫn chưa quay lại nhìn. Bà con nói, biểu thầy hai từng miếng đất để thầy dựng chòi ở, thấy thầy cứ đi đi lại lại hoài, cực thân thấy. Phê quay hẳn lại,
khẽ hấp hái môi cười với Tư Càn, cái cười mà từ lâu lắm rồi Tư Càn tưởng nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại với mình nữa, thùng thình nói: "Ờ, ông đi với bà con, ra mời thầy Hai Tưng lên bờ. Tôi qua con tho xong về nhà liền, để tôi nấu mâm cơm mời thầy luôn." Phê đi. Tư Càn nhìn theo, bật cười, lòng trông chênh về cái cười ban nãy của Phê, cái cười đã từng làm Tư Càn đắm đuối, kéo Tư Càn ra mép bờ sông ngày nọ, leo lên người Phê, chụt xuống lại với đời thật, với khoảnh khắc tưởng phải được tự mình tận hưởng là lúc Tư Càn tự nguyện cống hết cho Phê của cải cả họ nhà Tư Càn. Cái cưới đã ra đi khỏi cuộc hôn nhân chưa quá 3 năm của Tư Càn từ ngày ngày phong phanh Phê nghe tin Tư Càn lên thành phố đi bia ôm. Cố giải thích sao, Phê cũng chỉ lặng im. Phê không giận, không cha, không hỏi. Phê chỉ không còn cười với Tư Càn nữa. Giờ, ai ngờ, cái tên Hai Tưng, cái tin đón Hai Tưng lên bờ lại có thể khiến Phê cười cùng Tư Càn nụ cười trao đảo lòng con người ta ấy. Không được lần này thì mình cố lần khác. Quan trọng là em phải khỏe lại, Tuân nói. Cố không nhắc đến những từ mà Tuân đoán có thể làm Tho đau lòng. Tho gật, ngoan ngoãn hút mấy muỗng cháo Tuân lia lịa đút về phía miệng mình. Tuân nhìn Tho, dò xét. Chiều nay là 4 tuần thầy Hai Tưng dựng tròi. Anh tính, tính. Tho gật, vẫn ngoan ngoãn hút tiếp cháo, không nói năng gì. Em muốn đi với anh không? Tuân hỏi, nhẹ nhàng và dè chừng. 4 tuần rồi hả? Nhanh quá. Mai, em không ăn cháo nữa. Ớn lắm rồi. Nói rồi, Tho nằm xuống, quay mặt vô trong tường. Tuân lừng khừng lát rồi đứng dậy, thở dài đi lui ra sau bếp. Tiếng chén dĩa chồng lên nhau sau khi được rửa sạch nghe loang xoang. Nhưng lòng Tuân cứ loang xoang những nỗi niềm chung mà riêng, khó nói. Phê từ ngoài bước vô căn nhà tuềnh toảng trống của Tho và Tuân, nhìn dáng người Tho không những thon gọn lại như những ngày còn con gái mà phần nào tóp teo đi hẳn. Phê tay xách giỏ nhựa, tay cởi mũ, bước thong vô trong. Mày ăn gì chưa? Tho nghe tiếng Phê thì quay hẳn người lại, vẻ vui mừng. Ăn rồi, mới ăn xong. Lại cháo nữa, hả? Phê hỏi, cố kéo dài giọng cốt để Tuân nghe. Tiếng bát đĩa chạm nhau dừng hẳn. Hơi thở nào của Tuân dẫu rất khẽ nhưng rất cay dội thẳng vô trong này, áp sát Tho. Tho chống tay ngồi dậy. Thì ăn cháo thịt là được rồi. Phê cười khẩy, lạnh băng. Cũng may mày bệnh nên có cháo thịt mà ăn, hả? Không thì suốt đời mày cứ trông chờ vô những thứ mà người ta câu được, bắt được về thôi. Cái gì cũng được, có ăn là may rồi, Thò nói, giọng mệt mỏi. Mày cứ cái kiểu đó, nên đời mày dở ra vậy đó. Phê bất ngờ nổi nóng, giọng gắt gỏng, cáu bẳn. Thò trùng người xuống, tiếng gà quang quác sau vườn nhà. Thò khẽ đảo cái nhìn của mình ra đó. Phê cũng nhìn ra theo, chỉ là ánh sáng trắng hắt vào từ liếp cửa mở. Phê nói, giọng khô khan. Nghe tao nói nên bắt gà cho mày ăn, chắc, chớ không thì cũng để dành làm thịt bù cú ăn nhậu thôi. Không phải, chắc làm gà qua cúng thầy Hai Tưng. Khoảnh đất người dân dành cho Hai Tưng nằm ở cao cao trên đồi. Hai Tưng dựng căn tròi nhỏ xíu xiu, lúc nào cũng im im đóng cửa. Căn tròi nhỏ, yếu ớt và luôn dọa sập ấy lại được bao bọc bởi lớp hàng rào đóng cọc chăn thép gai dây kịt. Hai Tưng từ ghe lên bờ. Hai Tưng không lên bờ một mình nhưng người ta vẫn tưởng Hai Tưng là ông thầy lang tốt bụng sống độc thân trên chiếc ghe nhỏ vẫn chống dọc sông cứu người, chữa bệnh. Hai Tưng lên bờ cùng một người phụ nữ câm, người đàn bà đã chấm hàng ngàn dấu hỏi trong đâu những con người quanh đây. Bà ta là ai? Bà ta là vợ thấy Hai Tưng chăng? Bà ta câm mà không điếc, tại sao? Tại sao xưa nay không ai từng thấy bà, kể cả những người đã được thầy Hai Tưng đem lên ghe mình cứu chữa? Và nhiều, nhiều nữa. Mỗi sáng, người đàn bà câm mở bung cửa tròi, mở hé hé cửa cộng của dãy hàng rào thép gai. Rồi, cứ thế, mỗi sáng mụ bắt ghế ra ngồi hóng nắng suốt ngày ở cổng, đón người bệnh đến tròi thay Hai Tưng bắt bệnh. Có người mụ cho vào, có người mụ đuổi đi. Chẳng ai biết dựa trên cái gì để mụ làm thế. Cũng chẳng ai biết lý do nào sẽ khiến con người ta không được bước vào trong. Chỉ biết, khi không đồng ý cho người bệnh vào, mụ câm cứ che ché kêu những tiếng kêu vô nghĩa với cặp mắt đỏ, đùng đục cùng thái độ khó chịu hẳn rõ khắp cả gương mặt mụ. Danh tiếng Hai Tưng từ ghe lên đất liên như kiểu một hội chứng, một chấn động khắp vùng. Người này truyền tai người nọ, nói, thầy Hai Tưng bốc thuốc, uống một lần là hết tiệt, cho dù là bệnh gì. Cái tiếng tăm đẹp đẽ ấy càng đẹp đẽ hơn khi người này kháo với người kia. Thầy Hai Tưng không bao giờ nhận tiền ai. Chỉ lạ một cái, thầy Hai Tưng không bao giờ đoán bệnh cho nam, chỉ tiếp nữ, kể cả những ông chồng mắc phong hàn, cảm lị,
chỉ vợ được đến lạy thầy mà đem thuốc về. Tuân đến chòi thầy hai tưng khi trời bắt đầu lem nhem tối. Chiều tháng 9 bảng lạng sương đầu mùa. Nghĩ lạ, vùng này hiếm lắm mới có sương. Diệt mấy năm nay chả thấy mảng sương nào. Giờ, thầy hai tưng về, đầu mùa sao sương dày quá. Tuân nhìn lên cao cao, nơi căn chòi tôi tàn của thầy hai tưng vẫn im im đứng. Cửa toang mở, cánh cổng thép gai chỉ hé ra một phân. Tuân lững khững hơi nhác chân khi nhớ về những lời bàn tán. Nam nhân nào mà xuất hiện gần nhà thầy đều bị xua đuổi, làm thấy phật ý. Nhưng thật, Tuân muốn cảm ơn thầy hai tưng. Tuân thấy mang ơn thầy đã cứu vợ mình, dẫu không thể cứu đứa con non 7 tháng tuổi trong bụng thò. Vừa Tuân dợ bước bước lên, người đàn bà câm xuất hiện bất ngờ không âm thanh khiến Tuân giật bắn người. Cái nhìn của mụ ma mị và đầy căm hờn giáng vào Tuân. Tuân không hiểu, Tuân trùng chân, trùng cả lòng mình. Vẫn cái nhìn từ khi vừa xuất hiện, mụ câm lừ lữ tiến thẳng đến Tuân, ngốc ngốc mặt, ý hỏi chuyện gì. Tuân giơ cao hai tay, đưa mâm cỗ ngang đầu, giọng lễ phép. Con đến cúng thầy hai con gà, đội ơn thầy chuyện cứu vợ của con. Mấy tuần rồi vợ con ốm nặng quá, con không qua kịp, mong thầy xá tội. Mụ câm chơ chơ nhìn Tuân, không nói, vì mụ chả thể nói. Giọng thầy hai tưng đều đều vọng từ trên, phía cửa chòi, xuống. Mang về mà tẩm bổ cho vợ, thấy ăn lạc, không thịt thà gì đâu, đừng bày vẻ mà mang tội. Không hiểu vì gì, dẫu rất muốn ngẩng lên nhìn tận mặt ân nhân gia đình mình, nhưng cứ như có một luồng sức mạnh vô hình giáng thẳng vào đầu Tuân từ giọng nói của thầy hai tưng, đẩy đầu Tuân cúi rạp, không thể ngất lên. Tuân chỉ biết dạ rồi vẫn mâm lễ dâng cao tận đâu, Tuân bước thụt lùi. Tận đến khi Tuân cách xa chân đôi nơi đặt chòi thầy hai tưng cả 50 bước, Tuân mới từ từ hạ mâm lễ xuống rồi quay mặt về hướng nhà mình. Bước đi, vẫn không dám nhìn lại chỗ chòi thầy hai tưng để mong thấy được, dẫu chỉ là bóng thấy. Có giọng nói xa lạ rất khẽ vọng từ sau lưng Tuân. Đi đi, nhanh lên, chạy đi, chạy về nhà. Giọng nữ, thanh, rõ ràng, nhưng bé quá và xa lạ quá. Tuân không biết đó là ai, cũng không thể nhận ra đó là giọng nói đã từng bao giờ trong đời mình nghe qua lần nào chưa. Tuân quay đầu nhìn lại, không ai cả. Chỉ khoảng không đen đen của bóng đêm ập xuống vội vã. Dòng mắt nhìn chếch lên một tí, trên dẻo đồi ấy, căn chòi của thầy hai tưng cửa đã đóng im lìm. Hắt ra giữa khoảng đêm bao quanh một đốm đỏ mong manh, leo lét, tưng về đến căn nhà rột nát của mình. Tuyệt không bàn với Tho lời nào về những gì vừa xảy ra ban nãy. Tho cũng không hỏi, không han. Tình yêu giữa Tho và Tuân luôn còn có một rào cản nào đó. Tự cả hai có thể cảm nhận nhưng không tài nào có thể gọi tên hoặc kéo gần được. Chỉ đơn giản là giữa Tuân với Tho còn có những khoảng lặng im không chia sẻ. Tuân xối nước ào ào lên mình, cố tìm cái cảm giác cóng lạnh nhiều hơn là sự lạnh sờn gai óc từ lúc nghe giọng nói ở khu đồi nhà thầy hai tưng ban nãy đến giờ. Không lau khô những giọt nước còn bám ở bụng, ở lưng, ở cổ, Tuân mình trần, quần sắn ống tới đầu gối bước từ ngoài vào, chậm chậm tiến tới chỗ cái phản Tho đang nằm quay mặt vào trong. Tối nay cho anh, Tuân lưỡng lự. Tho không trả lời, vờ như mình đã say ngủ. Từ ngày xảy ra chuyện, từ ngày tuột cái thai, Tho tuyệt nhiên không còn muốn gần gũi Tuân nữa. Cảm giác ấy, cho dù mới chỉ nằm ở suy nghĩ, khiến Tho thấy ngột ngạt vì bị nhớ về đứa con không thể giữ của mình. Tho, Tuân gọi. Tho vẫn không cựa quậy, không động đậy gì. Tuân đứng im, nhìn Tho thêm lát nữa rồi thở dài đánh sượt, quay về giường nhỏ trong góc phòng. Bên này, Tho căng mắt nhìn chằm chằm vào tường nhà loang lỗ vôi vữa đã cũ xì, lốm đốm những vệt nâu, vệt xanh ẩm mốc bởi nước mưa. Lim dim mắt ngủ. Và Tho mơ. Giấc mơ theo Tho suốt cả đời con gái mình. Trên triền đồi, cỏ đã chuyển sang vàng, ướp mùi thơm của nắng mùa thu. Tho quất mạnh mái tóc ra phía sau lưng mình. Mái tóc ướt sũng, cả thân hình Tho ướt sũng bấu quần áo mỏng dính sát vào cơ thể đang mơn mởn sức xuân của Tho. Phê chậm rãi đưa lực chải từng nhát thẳng tắp lên mái tóc thơm mùi bổ kết của Tho. Mai mốt lấy chồng rồi, mày vẫn phải ngồi cho tao chải đâu, nghen. Phê nói, vẫn không dừng tay. Mai mốt lấy chồng rồi, mày còn rảnh để chải tóc cho tao mới sợ. Thọ cười thành tiếng. Khùng, kiểu gì tao cũng qua chải đâu cho mày. Hay là gì? Phê khẽ ngừng tay, hỏi, rồi lại chải, từng nhát, chậm rãi. Hay là tao với mày lấy chung một chồng, khỏi sợ mày không chải đâu cho tao được nữa. Giọng Thọ nhẹ, đều, mênh mang. Thọ đang nói thật, rất thật. Phê dừng lược, suy nghĩ lát. Hỏi, lấy chồng chung, có sao không, mày?
Kho cười hinh hích. Không, chắc khi chồng ngủ với tao, mày sẽ buồn. Vậy thôi hả? Phê quất nhẹ lưng lược lên đầu Tho. Tho hát, câu hát nặng trĩu, buồn thiu về trái tim thổn thức vì tình yêu không thành của một cô gái. Phê lay nhẹ vai Tho. Đừng hát nữa, nghe buồn thấy bà. Mà, Phê lừng khừng. Mà gì? Tho hỏi, thở hắt ra. Tho biết, Phê sắp hỏi gì. Mày thương ông Tuân Thiệt hả? Ừ, ổng nghèo thấy bà. Lại mồ côi. Tao sợ ổng không lo nổi cho mày. Và những tràng dài nối tiếp nhau gồm các câu nói lấp lửng cùng những từ ử cụt lún giữa hai người bạn gái lớn lên cùng nhau thuở cởi chuồng. Nắng thu mềm và ngọt quá. Tho ngẩng mặt, nắng. Phê cúi đầu, cố rít lấy mùi cỏ nửa xanh nửa vàng. Bóng họ sát vào nhau, trải giữa đồi cỏ thênh thang nắng. Ngày Tho lấy Tuân, Phê đến, vẫn nói, vẫn cười mà mắt cứ buồn ướt át. Tho hỏi, không được ngủ chung với chồng tao, buồn hả? Vậy sau tối nay đi, qua tao, tao cho ngủ ké bữa. Phê cười giả dích, Tho cũng cười. Phê dúi cho Tho cọc tiền, nói, giữ mà phòng thân. Mày nói khó nghe đó nha. Gì mà khó nghe? Chồng tao còn sờ sờ đó, cái gì mà phòng thân? Thì mày giữ để mua cái gì mày thích. Ờ, nói vậy còn nghe được. Ủa, mà tiền đâu ra nhiều vây nè, Phê. Nói rồi, Tho quay hẳn sang Phê, chờ đợi. Phê không cúi đầu, không giấu giếm. Cứ thế, Phê bình thản nhìn sâu vào mắt Tho, bảo, tao chắc cũng sắp theo mày, lấy chồng cho xong. Lấy ai? Tho hoang mang, Phê làm gì có người yêu kia chứ? Tư Càng. Tho chòng chọc nhìn Phê, nhìn như muốn lòi hai con mắt ra ngoài, mặt biến sắc hẳn. Mày khùng hả? Ông bằng tuổi ba mày á? Ừ. Ngày Phê lấy chồng, Tho đến, cười hay khóc Thọ đều không thể làm. Cười sao nổi khi biết rõ bạn mình vì gì mà có cái đám cưới này. Khóc sao đặng khi hôm nay là ngày vui của bạn. Thọ chỉ biết, cưới Phê, Tho phải đến. Cả họ nhà Tư Càng đông ngùn ngụt kéo tới mừng thằng cháu đích tôn đã ngoài 40 giờ mới lấy vợ, lại là vợ trẻ và đẹp nhất làng. Vì thế, nên của cải nhà Tư Càng dành cho cháu đích tôn hẳn nhiên vui vẻ giao cho cháu dâu đích tôn quản lý. Phê nổi tiếng đảm đang, giỏi giang, nhanh nhạy mà. Phê giòn Tho lom lom. Tới phiên mày buồn vì không được ngủ với chồng tao hả? Tho bật cười. Tao không cho mày ngủ với chồng tao, giờ sao dám buồn? Phê níu tay Tho, kéo Tho ra một góc, thầm thì. Mày với ông Thuấn ổn chớ, hả? Ổn cái gì? Sao tự nhiên hỏi vậy? Phê thoa thoa bụng thơ. Thì ổn cái này nè. Tho gật, hồn nhiên như những ngày còn là con gái, không gì không thể chia sẻ với Phê. Ổn. Nhưng mà ảnh nói, từ từ. Tho cúi mặt, hơi ngượng khi lần đầu tiên nói về chuyện này. Ờ, từ từ, đợi có chút đỉnh để dành đã, nghen. Mà, sao tự nhiên mày hỏi chuyện này? Phê cười, trơ trẽn nói, không toan tính, không suy nghĩ, chẳng ngân ngại. Tạo có rồi. Tho trợn mắt nhìn Phê. Cái gì? Suýt, Phê kê ngón tay lên miệng mình, suýt dài, muốn cả họ nhà chồng tao biết hả? Không vậy. Mày nghĩ ông Tư Càng nhà tao chịu đưa hết đất đai nhà cửa cho tao chắc? Tho tỉnh dậy, người ngợm đã không còn chút cảm giác gì đau hay mệt mỏi. Tưởng Tho sẽ tự mình thấy mừng vì bản thân mình khỏe hẳn, ai ngờ thấy cứ trống trơn với cảm giác mình đã trở lại đời. Tho cau mày, khó chịu, hờ chân xuống đất tìm dép, nhìn quanh tìm Tuân. Không gì Tho tìm mà có cả. Phê lại qua Tho như tất thảy những ngày trước đó, từ lúc Tho hư thai được thầy Hai Tưng cứu, vẫn với giỏ nhựa trên tay cùng lỉnh kỉnh đô. Mày tính đi đâu đó? Phê hỏi khi thấy Tho đang trực đứng dậy, nằm nghỉ đi cho khỏe hẳn đê. Nghỉ gì nghỉ ác, cả tháng trời. Tho cười, tao khỏe rồi mà, muốn dậy phơi bổ kết gội đâu. Tao nấu rồi nè, trong bình thủy, để tao gọi cho mày. Vừa nói, Phê vừa đi thẳng ra nhà bếp, lấy cái thau to bằng nhôm ra. Giữa cánh đồng gay gay nắng giao mùa từ thu sang đông, chớm chút lạnh chưa ngắt hẳn của buổi ban sáng, Tho quật mạnh mái tóc dài đen óng của mình ra sau. Và Phê vẫn đều đặn chạy từng nhát lược thẳng tắp trên mái tóc của Tho. Tho bâng quơ ư ử không thành lời một bài hát. Phê dừng lược, lắng nghe. Tao chưa nghe bản này. Ừ, bản gì vậy? Về một người đàn bà phát hiện ra chồng mình ngoại tình với bạn thân mình. Phê dừng hẳn lược, cúi đâu, có lẽ Phê tìm mùi cỏ. Tho đứng dậy, đưa thằng đít quân về mặt Phê vẫn ở phía dưới. Tao đi thành phố,
Ho, nghe tao nói, tao phê ngập ngừng, cố tìm lời. Tao đi kiếm tiền, mày vẫn biểu tao phải có nhiều tiền để sanh con còn gì. Nhưng mà có nhiều kẻ lắm tiền cũng không sanh được đứa con. Hào phê, lần đầu tiên Thò gọi tên phê theo kiểu này. Giữa sườn đồi, nắng đã trải vàng cái vàng vọt hiếm hoi giữa giấc giao mùa của mình, đổ bóng hai cô gái, một đứng trên cao, một ngồi dưới thấp với nhìn. Giữa đồi cỏ, bóng Thò, bóng phê. Sau này, chơ vơ, nhà tư cảng, tức nhà phê, làm dỗ to. Lúc nào nhà họ chả làm dỗ to nhất cái xứ này. Đơn giản, họ thuộc gia đình có đông đúc họ hàng nhất và họ là những người giàu nhất làng này. Mọi người bát nháo trò chuyện, ăn uống, tiếng gì dầm tám chuyện, tiếng chèn chẹt nhai thức ăn nghe chối tai. Rồi, tất thầy im bặt, thầy Hai Tưng đi trước, mụ đàn bà câm theo sau, léo đẽo như một con chó ngoan ngoãn đi theo chủ. Đi ngang qua chỗ nào, bà con ngồi chỗ đó đều cúi đầu kính cẩn chào thầy. Thầy Hai Tưng tử tế chào đáp lễ. Tư Càng ở trong cùng dãy bàn tiệc trải khắp sân nhà mình, sát cánh cửa vô nhà, xăm xăm bước ra, đón thầy Hai Tưng. Phê cũng sấn theo bước chồng, tiến lại. Tư Càng tới gần thầy Hai Tưng, cúi rạp người, chào thầy. Thầy Hai Tưng vẻ lạnh lùng một chút, gật đầu cho có lệ với chủ nhà. Tư Càng giơ tay, ý rước tay thầy về phía bàn đã chuẩn bị sẵn dành riêng cho thầy. Thầy Hai Tưng lạnh lùng, không chìa tay ra trước, thấy nhìn Tư Càng, có phần khó chịu. Thầy không tiếp xúc với đàn ông, thầy Hai Tưng nói, không ngần ngại. Tư Càng thoáng bất ngờ, hơi bối rối và có chút cụt hứng. Phê sải bước dài của mình về phía trước, thỉnh thây. Thầy Hai Càng đảo nhanh mắt qua gương mặt thanh tú của Phê, xuống cái cổ cao trắng ngân, đến gờ ngực căng tròn phập phồng dưới lớp áo bà, dừng ở cánh tay Phê đang chìa ra phía trước mặt thầy. Thầy Hai Tưng khẽ mỉm cười. Thầy Hai Tưng chậm chậm giơ bàn tay mình, chạm vào phân cổ tay được che ra thịt bởi tay áo của Phê. Phê thoáng rùng mình, cảm giác như có luồng điện chạy từ vết chạm của thầy Hai Tưng thẳng vào, tỏa ra khắp cơ thể mình. Hay, cái cảm giác ấy bởi Phê đã kịp bắt gặp cái quắc mắt rất nhanh, cụp đi cũng nhanh không kém của mụ câm từ phía sau lưng thầy Hai Tưng. Tưng đi nhanh vô nhà, vừa đi vừa nói, anh nấu cháo cá lóc cho em ăn nghen. Không có tiếng Thò trả lời, Tuân khựng lại, đảo quanh mắt một vòng nhà, nhìn vào căn phòng tối đựng tủ quần áo của Thò, cửa khép hờ. Tuân mỉm cười, có lẽ Thò đã bắt đầu muốn sửa soạn trở lại. Kể cũng tội, hai đứa con gái đẹp nhất làng là Thò và Phê, đứa lấy chồng giàu nhất làng, đứa theo Tuân về căn nhà được liệt vào hàng không có cái nào tối tàn hơn. Tuân đã cố gắng hết sức để mỗi năm sắm cho Thò mấy bộ quần áo tử tế, ít cây son rẻ tiền để Thò còn cơ hội trang điểm lại mình, cho bớt tủi với bạn bè, với tròn xóm. Anh ra bếp nấu cháo, em xong thì ra đây, nghen. Tuân nói rồi đi thẳng ra sau. Ngay bếp, nơi mà Thò chắc chắn ngày nào Tuân cũng sẽ đứng ở đó, mảnh giấy nhỏ được chèn vội bởi một viên đá, vòn vẹn mấy từ, em đi. Em cần thời gian để quên chuyện của anh, của em. Tuân thẫn thờ đọc tờ giấy. Mụ câm đứng một mình ở ngoài. Khách khứa đã về hết từ lâu. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Trong phòng khách, thầy Hai Tưng ngồi ở ghế tựa, Tư Cảm và Phê bắt ghế nhỏ ngồi khom khom trước mặt thầy. Đưa tay thầy coi, thầy Hai Tưng nói, lạnh lùng. Phê chậm rãi đưa cánh tay mình ra phía trước, thoáng khựng lại khi nghĩ đến cảm giác dòng điện chạy dọc mình như lần đầu tiên thầy Hai Tưng chạm phải. Nghĩ đến cái nhìn của mụ câm, thầy Hai Tưng đặt hai ngón tay của mình lên ngay cổ tay của Phê, nghe ngóng lát, thầy phán. Thai xảy lần trước, còn nhỏ, hả? Phê tái mặt, Tư Càng tái mặt. Không ngờ bắt mạch vài giây thầy Hai Tưng đã nhận ra được chuyện xảy đến với họ mấy tháng trước. Vẫn đặt hai ngón tay trên cổ tay Phê, thầy Hai Tưng tiếp, tâm bệnh mà ra, buồn phiền mà tuột mất đứa nhỏ. Tư Càng cúi gằm mặt xuống đất, di di bàn chân sát ngay chân ghế mình ngồi. Câu thầy nói, chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vô mặt Tư Càng. Rõ ràng, chuyện Tư Càng lên thành phố, đua đòi bia ôm bia ọt làm Phê buồn bực mà sinh bệnh chứ còn gì. Thầy Hai Tưng nhìn Phê, cổ tìm thấy một biểu hiện, dù là nhỏ nhất, nhưng ngoài cái tái mặt từ câu đâu thầy phán, Phê tuyệt nhiên không còn biểu hiện nào về cảm xúc của mình trên gương mặt. Thầy Hai Tưng rút tay lại, suy nghĩ lát, thấy nhìn Tư Càng, biểu, đưa tay thầy coi. Tư Càng vội vàng đưa tay ra, như sợ thầy Hai Tưng đổi ý. Thầy nhìn hành động của Tư Càng, thoáng cười. Thiệt tình là thầy không bao giờ trận mạch cho nam, nhưng nể mặt chú Tư cúng kiếng tử tế, có tâm với đạo, với thầy, thấy phá lệ. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy.
Tư Càng gật lia lịa cảm ơn rối rít, cũng hành động đặt hai ngón tay lên cổ tay, cũng nghe ngóng vài giây như ban nãy, thấy Hai Tưng rụt tay lại, thở ra. Sức khỏe chú Tư không tốt, chuyện có con là hơi khó. Tư Càng lo lắng. Vậy giờ tính sao? Thầy, chiều mai, chập tối, biểu cô Tư lên chỗ thầy, thầy cho ít thuốc về mà uống. Tuân thậm thụt ngoài cửa, lóng ngóng đợi Phê ra. Nghe mấy tiếng huýt, Phê vội vã bước ra ngoài, không quên ngoái đầu lại tìm coi Tư Càng có đi theo hay không. Vừa thấy Tuân, Phê đã vội vã kéo ra góc tối, hỏi: Khùng hả? Giờ này qua đây chi? Thọ bỏ đi rồi. Phê chết sững, cứ tưởng những gì Thọ nói chỉ là lúc Thọ ở tận cùng buồn bực, đau khổ mà nói, không ngờ Thọ làm thiệt. Tại sao Thọ biết? Tuân hỏi, giọng khắc khoải thật sự. Biết cái gì? Còn gì nữa? Phê xua tay lia lịa, không biết cái gì hết á. Đi về đi, để Tư Càng ra, ổng thấy là to chuyện. Tuân vệ, Phê bước vội vô nhà. Tư Càng ngồi rít thuốc, rít mạnh, khói mù mịt cả gian phòng tối đen. Ai vậy? Thằng Tuân hả? Tư Càng hỏi. Phê giật mình. Qua báo là con Thọ bỏ đi. Thọ đi đâu? Tôi không biết. Tư Càng lại rít thuốc. Cả gương mặt Tư Càng giả nua rõ, mở theo ánh lập lòe đỏ của đầu thuốc. Em thiệt giận anh tới mức đó, hả Phê? Tôi, em xưng tôi với anh từ hồi đó tới giờ. Trong lòng em, anh đáng tởm lắm hả? Hình như thoát ra khỏi cái tùm húm của ngôi làng nhỏ xíu xiu nghèo nàn đó là Thọ đã thoát xác khỏi cái thứ tưởng mặc định cho đời mình. Không còn khổ sở, không còn bị thương, không còn hèn kém. Mọi thứ mê mẻ, trơn tru, tốt đẹp cứ thế đến với Thọ tự nhiên như nó nghiễm nhiên phải thế. Thọ không có cái vẻ lơ láo dòm ngó tò mò của một kẻ chân ướt chân ráo từ quê ra thành phố. Thọ thản nhiên đứng giữa ngùn ngụt người lại kẻ qua, ưỡn ngực, hít thở cái không khí đầy bụi bặm mà với Thọ lại quá đỗi thơm tho ấy. Rồi, Thọ thản nhiên mỉm cười với cái thế giới ồn ào mà tự Thọ đã quyết dẫn mình vào. Gã xe ôm lừ lừ tiến thẳng tới Thọ, hỏi nhát gừng. Xe ôm không? Thọ lắc đầu. Gã taxi nhìn ngó thái độ của Thọ đối với gã tài xế xe ôm, cười nụ cười của kẻ tưởng chắc mình sẽ thắng, tiến lại, hỏi. Em về đâu? Anh chờ em về. Thọ nhìn gã, lại lắc đầu. Hai gã xe ôm và taxi cứ thế, nhìn Thọ rồi nhìn nhau. Thọ không nhìn họ, không buồn nhìn đến. Có tiếng nói khe khẽ vọng lại từ sau gáy Thọ. Đi đi, đừng nhìn họ, họ không tốt đẹp gì đâu. Tiếng nói này, phải, chính nó, đã theo Thọ từ cái đêm thấy Hai Tưng xốc Thọ lên thuyên của thầy lúc Thọ sẩy thai. Lúc đó, nó bảo Thọ, cổ đứng dậy mà chạy, đừng để hắn chạm đến mình. Thọ đã cố mở mắt ra tìm thử ai nói, nhưng cái cảm giác đau đớn, sợ hãi vấy lấy Thọ như con bạch tuột ôm từng cái vòi nhấp nháp chặt sát vào Thọ. Và Thọ đã không đủ sức để nghe theo tiếng nói ấy. Lần ấy, thầy Hai Tưng không làm gì Thọ ngoài giúp Thọ giữ tính mạng của mình. Nhưng không hiểu sao, Thọ đã luôn tin tưởng vào cái giọng nói xa lạ, rên rỉ cứ trôi từ gáy trôi đến tai mình ấy. Nó đã bảo nguy hiểm, ắt hẳn Thọ sẽ không gặp may, thế thôi. Thọ toàn rợn bước đi tới, gã xe ôm chụp vào cánh tay Thọ, gặng. Đi đâu? Tôi chở đi. Thọ nhẹ nhàng quay đầu sang bên, nhìn gã bằng cặp mắt đen lay láy, đẹp mê hồn của mình, mỉm cười. Không cần ạ. Như bị thôi miên, gã xe ôm thả tay Thọ ra, bần thân rồi chỉ biết đứng im nhìn theo dáng Thọ. Khi gã tài xế taxi toàn bước theo Thọ, gã xe ôm chụp mạnh vào tay gã taxi, hét một tiếng gãy gọn, đừng. Thọ ra đến cổng bến xe, một bóng người xa lạ chờ tới trên chiếc xe máy đắt tiền bóng cáu cạnh. Tìm nhà người quen hả em? Ở đâu? Anh chở đi. Đừng, Thọ, đừng lên xe của hắn. Tiếng nói ban nãy lại phát ra từ phía gáy Thọ. Thọ cười buồn, không nói thành tiếng, bởi Thọ biết nó có thể đọc được suy nghĩ của Thọ, không thì biết phải làm sao đây. Qua hỏi, chẳng cần để ý đến thái độ của thơ. Em còn trinh chứ? Thọ lắc, thản nhiên trả lại Khoa như kiểu Khoa đã thản nhiên hỏi Thọ. Khoa cười, gái quê giờ cũng vậy hà. Quê hay thành phố, có chồng còn trinh chắc đều bị gọi là điên. Khoa trơ mắt nhìn Thọ, giọng điệu Thọ sặc mùi thành phố dấu tính cho chi ly. Thọ chỉ mới ở đây được chừng vài chục tiếng đồng hồ. Em có chồng rồi? Khoa hỏi. Thọ lại gật, Thọ mỉm cười. Khoa thở ra, nói chồng không, mất giá. Nó sẽ đem bán mày đó, Thọ. Tiếng nói ấy lần đầu tiên gấp gáp sau gáy Thọ phả lại. Cứ bán đi,
Giá trị không nằm ở đó đâu, anh đừng lo, Thò bình thản nói, như kiểu mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi, và Thò không chống cự làm gì đâu. Khoa giật mình, lần đầu tiên, lần duy nhất Thò thấy kiểu ấp úng ấy từ Khoa. Có lẽ Khoa không thể nghĩ con gái quê vừa dợm chân vào thành phố đã biết trước mình gặp ai, mình bị bán đi đâu. Mà Duy chỉ một lần này vậy thôi, sau này, vĩnh viễn, không bao giờ Thọ còn nhìn thấy Khoa ngập ngừng. Khoa ngay lập tức bình thường trở lại, vẫn cái giọng ăn nói thẳng tuột, không suy nghĩ. Nếu đã vậy, tối nay ở với anh, đừng Thọ, còn Tuân, giọng nói trở sang kiểu vài ví. Thọ cau mày, cố không hét lên thành tiếng bực bội, Tuân thì sao? Tuân là gì chứ? Cũng chỉ là một thằng đàn ông đê tiện và không bao giờ hiểu ý nghĩa của hai từ trung thủy. Đêm đó, Khoa và Thò làm tình. Lần đầu tiên Thò được tận hưởng cái cảm giác lạ lùng của những tư thế chưa bao giờ Thò dám nghĩ tới. Cũng như, nếu không có Khoa, chắc Thò cũng chẳng bao giờ biết tới. Khoa lật Thò qua lại, người rung lên theo cái khoái cảm chạy dọc cơ thể được mơn trớn bởi tiếng rên rỉ rất thật tình của Thò. Thò nói đúng, giá trị không nằm ở trinh tiết. Gái trinh, chắc không thể cho Khoa cảm hứng theo kiểu này. Khoa vật ra, thỏa mãn, phè phỡn ngủ. Thò nằm nhìn Khoa. Cái mũi này giống mũi Tuần quá. Thò thiêm thiếp ngủ. Thò mơ. Trên đồi cỏ dập chút nắng đỏ hoạch cuối ngày, Phê nhìn Thò, vẫn cái nhìn thương yêu của đứa bạn gái xem đứa kia còn hơn cả chị em ruột giả của mình. Phê chìa đến trước mặt Thò chén canh vừa rót ra. Từ cảm mên, nè, tao hầm gà che cho mày đó. Người ta nói, thuốc bắc không tốt cho thai. Vừa nói, Thò vừa đỡ chén canh từ tay Phê. Xoa xoa bàn tay còn lại của mình xuống cái bụng đã tròn tròn lôi ra một mỏm chỗ rốn của mình. Thuốc bắc mát quá. Không, cái đó là thời gian đâu thôi. Hai mày giờ lớn rồi, không sợ. Thò vẫn ngần ngừ, chưa uống vội. Phê không dục, cúi đầu vào giỏ nhựa, lôi ra chiếc lược bằng ngàn đen bóng loáng, dịu dàng chải tóc cho Thò. Mai tạo nấu bổ kết gội đầu cho mày, nghen. Thò cười, Thò gật, Thò dốc chén canh vào miệng mình. Thò uống. Thò cựa người từ rất khẽ đến mạnh dần rồi chuyển sang quằn quại. Cảm giác đau đớn của chính xác cái ngày Thò sẩy thai, cái ngày Thò uống chén canh Phê nấu trở lại rất thật với Thò lúc này. Mồ hôi Thò nhễ nhại đổ. Thò u ớ cố gọi ai đó giúp. Có lẽ Thò không thể nhớ ra người nằm cạnh Thò lúc đấy sẽ là Khoa. Thò không nhớ nên Thò không thể gọi tên. Quặt quại thêm lát nữa, Thò nghe tiếng xoảng chén rớt rơi, bể toang giữa đất. Thò giật bắn mình ngồi thẳng dậy. Mồ hôi giọt thành dòng. Thò nhìn quanh, không ai cả, chỉ Thò với Thò trong căn phòng thơm nức nước hoa, lạ lùng. Theo lời thấy hai từng, Phê đợi chiều tối, xách giỏ nhựa đựng ít đồ cúng và cả phong bì dây tiên, quẩy giỏ tiến từ nhà mình đến sườn đồi có lều thầy ở trên cao. Trời sâm tối nhanh, Phê bình thản đi. Với Phê, đời, người, có quá nhiều thứ đáng sợ rồi. Nếu cứ thêm những thứ mà mình không thấy vẫn sợ thì thật không thể nào sống thanh thản. Nên, Phê chẳng thấy sợ gì. Từ chỗ Phê sang chỗ thầy, Hai Tưng mất khoảng gần 20 phút đi bộ. Cũng không nhiều nhặn gì so với quãng chạy của những ngày còn con gái cùng Thò thả trên đồi cỏ. Sau này Phê thấy mệt thế này. Đốm đèn đỏ lập lòe từ túp lêu của thầy Hai Tưng hắt ra hiu hắt phía trên cao. Phê hít sâu, thở hắt ra rồi dấn bước nhanh thêm chút nữa. Có tiếng loẹt xoẹt nhồn nhột chạy ngang chân Phê. Phê không giật mình, không sợ hãi, chỉ hơi vội vàng nhìn xuống chân mình. Con chuột đồng to bằng vế chân giơ cặp mắt đen láy của nó nhìn Phê chăm chăm. Phê thở cái khì, bực mình ngay chính với thứ quá bé nhỏ ấy, thứ bé nhỏ không đủ để cản đường Phê. Dỗi, Phê ngẩng lên, đi tiếp. Mụ Cầm đứng sát Phê ngay khi Phê vừa ngẩng lên nhìn, sát đến độ gần như chạm vào được mặt nhau. Phê giật bắn mình, nhảy thối lui một bước, loạng choạng. Bà làm tôi giật mình, Phê nói, có vẻ bực mình thật sự. Mụ Câm nhìn Phê chập rồi lửa mắt, chỉ tay về phía hông túp lều. Phê nhìn theo tay Mụ Câm chỉ, không thấy gì, nên không hiểu ý mụ chỉ gì. Tôi không hiểu, bà muốn gì? Phê hỏi. Tới chỗ đó, bà Câm hốt nhiên trả lời. Phê lại lần nữa giật mình, ú ớ nhìn mụ một chập rồi xòa ra, cười khùng khục. Thì ra bà không Câm. Mụ Câm lử mắt nhìn Phê. Phê vẫn cười. Đừng có dọa tôi bằng cái nhìn đó, không được đâu. Mụ Câm nhìn Phê, vô hồn, quay lưng đi thẳng về hướng ban nãy mụ vừa chỉ Phê. Phê dấn bước đi theo sát sau mụ. Sao bà có thể im lặng lâu vậy? Tại sao phải giả bộ là mình bị Câm?
Mụ Câm Lâm lũi đi, không trả lời. Phê vẫn ngoan cố, im lặng đâu phải là cách hay. Mụ Câm dừng lại ngay chỗ hàng rào bên hồng túp lêu của thầy Hai Tưng, chỉ vào một lỗ chó nhỏ nhỏ phía dưới hàng rào, chui qua đi. Phê tròn mắt nhìn mụ Câm, ngơ ngác. Cái gì? Chui qua? Phê lắc đầu nguẩy nguậy, đừng hòng. Mụ Câm giơ tay, giật mảnh chiếc giỏ nhựa đựng lễ cúng trên tay Phê. Chui qua đi, nếu không thì về đi. Phê bực bội phủi phủi mớ đất bám ở phân ngực áo mình, quơ tay ra sau lưng lần tìm vết rách do gai kẽm hàng rào cấu vào xé rách lúc Phê chui qua. Thấy mình y chang con chó trốn tội ăn vụng, tức không chịu được. Cô Tư hả? Vô đi. Giọng thầy Hai Tưng đều đều trầm ấm vang lên. Phê ngẩng đầu lên, lại thấy mụ Câm đứng ngay sát trước mình từ bao giờ, chìa giỏ nhựa ngược trả lại cho Phê. Phê giằng chiếc giỏ, hậm hực bước thẳng vô cửa lều đang hé hé mở. Ba cái bóng đèn quả ớt trên bàn thờ yếu ớt hắt mảng đó rộng khắp gian phòng. Phê không thấy tối vì đã quen với bóng tối ở ngoài trời từ nãy tới giờ, chậm rãi bước vào trong. Không khí âm u, ngột ngạt, mùi tanh tử bốc lên khiến Phê thoáng rùng mình. Thầy Hai Tưng ngồi ở góc tối gian phòng, ngoắc tay. Vô trong này, cô Tư. Phê lừng khừng, bắt đầu cảm giác thấy sợ. Mà, Phê thật không biết mình đang sợ gì nữa. Run run bước chậm rãi tiến về phía thầy Hai Tưng đang ngồi. Thầy Hai Tưng cười mà Phê không thể thấy. Có lẽ vì Phê đang cắm cái nhìn của mình xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn thấy. Cái gì trong đó? Thầy Hai Tưng trỏ tay vô giỏ nhựa trên tay Phê, hỏi. Dạ, chút lễ cúng thầy. Bày đặt làm chi? Tính thầy sao? Ai cũng biết, hổng lẽ cô Tư không biết? Dạ, con biết. Ai cũng biết thế tấm lòng bao la, cứu người giúp người không phải để nhận lễ. Nhưng nếu con tới mà không đem lễ, con thiệt thấy xấu hổ. Thôi được rồi, cô Tư có lòng thì thấy cũng xin nhận. Cô để đó đi. Mà, có thịt thà gì trong đó không? Thấy ăn lạ. Phê lật đật lắc. Dạ không, thầy. Con biết thấy ăn lạc, chỉ toàn là bánh trái thôi, thầy. Ờ, vậy thầy nhận. Cảm ơn cô Tư. Lúc Phê đang để giỏ sách lên bàn, thầy Hai Tưng gọi lớn ra ngoài. Bà ơi. Mụ Câm lừ lừ tiến vô trong, nhìn thấy Hai Tưng và Phê đăm đăm, không nói, cũng chẳng có ý tỏ vẻ kiêng dè thầy. Tôi tiếp cô Tư, đừng có ai vô làm phiền, nghen. Những từ đừng ai làm phiền được thầy Hai Tưng nhấn rất mạnh. Mụ Câm khịt mũi, không trả lời, quay trở ra. Cánh cửa vốn ọp ẹo này như muốn leo khỏi bản lề sau cái dập đánh sâm của mụ. Phê ngoái ra nhìn, bất thình lình, bàn tay thầy Hai Tưng lạnh cóng chộp về phía Phê. Phê giật nảy người, quay ngoắc lại, thấy Hai Tưng đã đứng cạnh Phê tự lúc nào. Sao, thầy và con mụ Câm đi theo hầu thầy cứ như mèo, cứ như ma quỷ, làm gì cũng không phát ra tiếng động, cũng chẳng tạo gió hay cảm giác gì với người xung quanh. Thầy Hai Tưng thả tay Phê ra, từ tốn. Tôi làm cô Tư giật mình hả? Tính biểu cô Tư đừng để ý tới bà đó làm gì thôi. Phê ngượng ngập với cái suy nghĩ vừa thoáng qua ban nãy của mình, lắc đầu, ấp úng. Dạ không, thầy. Thầy Hai Tưng giơ cánh tay của mình lên, chìa về phía Phê một chiếc áo bà ba đỏ, nói. Thầy áo đi, cô Tư, sạch sẽ để thầy làm lễ. Ủa, sao phải? Không ai nói với cô Tư hả? Thầy luyện thiên linh cái, thầy cúng âm binh trong nhà thầy, dơ giấy vậy, sao cúng kiếng được, cô Tư? Nếu sợ dơ sao thầy? Thầy Hai Tưng nhìn Phê, cái nhìn vô hồn, vô cảm, lạnh lùng đến sởn gai ốc. Cô hỏi chuyện chui qua cái lỗ hả? Phê ngập ngừng gật, thật sự bắt đầu sợ mình làm phật ý thầy. Thầy Hai Tưng nhẹ nhàng cười. Luật của đạo này nó vậy, cô Tư. Phê không dám hỏi thêm gì, cũng không dám tỏ thái độ không vừa lòng với tất cả những gì mình nhận được từ ngay ở dưới chân đồi lên lều thầy. Phê ngó quanh tìm chỗ thay áo. Thầy Hai Tưng nói, nhanh. Cô Tư cứ thay đi, không có ai đâu mà ngại. Và nghe tới đây thì câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng kết thúc. Bây giờ, hãy cùng chờ đợi phần 2 ở tập kế tiếp nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.